Anh em có nhu cầu mua hạc Free Fire, truy cập ngay web và 24h.com, uy tín, nhanh gọn và tính bảo mật cao. Yo, xin chào tất cả những người bạn có mặt trên kênh của mình. Mình là Lão Gió đây. Đến với trận đấu ngày hôm nay của chúng ta thì lại tiếp tục là một trận đấu solo danh thôi. Ok, để mình xem là nên xuống chỗ nào nào. Mọi khi thì mình xuống xưởng cơ khí nhiều lắm rồi, vậy nên là hôm nay xuống luôn cổng trời đi. Xung quanh mình thì cũng chỉ có hai ba người thôi, không đông lắm đâu. Mình đã thấy cái tăng giáp rồi nha em ạ. Cái tăng giáp ở nhà chữ L kia là nó luôn luôn có hay sao ấy, gần như là trận nào mình nhìn qua đấy cũng đều thấy. Mình có MP40, bây giờ mình sẽ sang mình săn lùng hai cái thanh niên vừa mới đáp rủ xuống đây. Giảm thanh luôn này. Hai anh chàng cái đâu? Hai cái ba lô một liền. Giá như là người ta không để hai cái ba lô một mà để một cái ba lô hai phải tốt không? Đâu nhở? Đây rồi. Ok, bay sát. Ba lô ba luôn, sờ ca luôn, 4x luôn. Ui, ngon. Quá thơm anh em ạ. Mình sẽ quay lại mình nhặt cây MP40. Đó. Mới đầu game mà súng đã ngon, phụ kiện đã ngon rồi thì ai chơi lại đây? Giờ mà lên cái nhà này kiếm được cái giáp ba nữa thì hết ý luôn. Nên bắn pha mát không? Ok, bắn luôn pha mát anh em ạ. Máu đạn rất nhiều. Nhưng mà cái mình cần là cái giáp cơ, để mình xuống mình còn ăn cái tăng giáp. Chứ cái giáp một thế này ăn tăng giáp thì tiếc lắm anh em ơi. Rồi, trận này mình sẽ bắn Spart 12 đi. Ôn lại kỹ năng bắn Spart ngày xưa. Mặc dù mình chưa bao giờ bắn shotgun giỏi cả. Cái cây Spart 12 này ấy, với lại cái cây shotgun, thì anh em mà muốn bắn được tốt ấy, thì hãy cố gắng căn thật chuẩn vào địch và bắn từ 1 đến 2 viên thôi. Bắn xong 2 viên lại nghỉ một nhịp, sau đó căn chỉnh lại và bắn lại 2 viên. Đừng có cuống quá, tại vì cuống quá nhiều khi sẽ bị địch bắt bài và gần như là không thể liên tâm được đâu. Địch nó mà nhảy loạn xạ thì không thể nào mà lia được, nên là phải nghỉ một nhịp, sau đó căn chỉnh lại rồi bắn nó mới chuẩn được. Vừa có thanh niên bắn mình ở hướng này xong mà quay lại đây không thấy bóng dáng đâu luôn. Bạn này bạn ấy trốn ở đâu mà siêu vậy? Nào, có bắn mình nữa không? Phía trước có người này, tiến ra phía trước luôn. Đây rồi, thanh niên phía sau. Ngon. Bây giờ thì bạn tính làm gì? Bơm máu này. Dí mình xong lại định bỏ chạy à? À không, cái pha vừa rồi không phải là bỏ chạy nha bạn, mà là bạn ấy đang định âm thầm tiếp cận mình từ phía sau. Định thông mình à? Không dễ đâu. Bây giờ thì mình đã có cái giáp ba, xuống ăn luôn cái tăng giáp cho nó đỡ tiếc. Thấy mình mặc bộ đồ bơi là lại định tiếp cận gần này. Bơi đi con sói ạ. Bây giờ thì mình sẽ tiến lên cái khu vực cái nhà đổ nát để kiếm người. Ban nãy mình thấy bắn nhau mà. Tranh thủ bơm đầy máu đã, quên mất 15 máu là cả một vấn đề, vậy nên là không thể nào tiếc được. Làm gì đấy bạn? Thanh niên này không biết là bị làm sao nữa cơ, tự dưng lại nằm đấy bò bò. Hay là bạn ấy cũng như mình ấy nhở, đang nằm lút đồ. Nhưng mà rõ ràng là mình thấy có một cái xác thôi mà.
mình giết bạn ấy xong mới có cái xác hiện lên, chứ cũng đâu có cái xác nào khác ở đây đâu. Ngụy trang một cách cực kỳ lộ liễu anh em ạ. Bên dưới có một thanh niên, càng ghê ra. Đâu rồi? Nấp đâu rồi? À, ở đây còn một cái tăng giáp. Thơm cho mình quá rồi. Ăn lén. Rồi, ăn lén thành công. Không biết là cái thanh niên vừa rồi đâu nhở? Rõ ràng là mình vừa mới thấy nhảy vào cửa sổ xong mà thoáng cái chạy xuống đã không thấy mặt nữa đâu. Nhanh kinh lên được. Bán level 2. Cái thanh niên vừa rồi không biết là học cái tuyệt kỹ lăng ba vi bộ ở đâu mà mất hút luôn. Không thấy nữa anh em ạ. Để mình thử đi theo cái cáp treo này xem là có gặp bạn ấy hay không. Biết đâu bạn ấy lại xuống đây. Nào, đâu rồi chàng trai? Katana này. Không hề có thấy dấu hiệu của bạn ý ở đâu. Có bom kêu trước mặt. Mình thấy rồi nhá. Mình thấy rồi anh em ạ. Ok, thêm một kill. Phía trên chắc chắn vẫn còn người. Tại vì anh chàng chạy xuống đang có giao tranh với bạn phía trên. Ở đây thì mình đã phát hiện ra một hai cái xác người. Đầu game ở đây bắn nhau cũng ghê vậy ta. Được thêm một trái bom keo. Rồi, ngon thì bạn xuống đây. Mình sẽ cố gắng lên chơi bạn ấy luôn. Bò này lom rom anh em thấy không? Khi mà bắn cây spát ấy thì anh em không cần phải bắn nhiều, cố gắng bắn hai viên một lần thôi, xong rồi nghỉ chỉnh lại tâm lại bắn tiếp hai viên thì cái độ chuẩn xác nó sẽ tăng lên rất là cao, kể cả là shotgun cũng vậy nhá. Chứ còn nếu mà anh em cứ bắn cố ấy, hoặc là anh em dí cố thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, mà nó chỉ trượt thêm mà thôi. Bạn nào mà bắn hay rồi ấy thì có thể kết hợp với cái kỹ năng là nhảy lên xong bắn, nhảy lên bắn bắn xong lại dừng xong lại nhảy lên bắn bắn, đó kiểu đó là cực kỳ chuẩn luôn. Mặc dù bây giờ khá ít người sử dụng cái cây shotgun, đa phần là toàn dùng MP40 là nhiều, tại vì shotgun với Spartan 12 là cây súng hai cây súng hơi khó bắn. À đúng rồi, mình nhớ là còn một cây nữa là M1873 đúng không? Cái cây đó là cây súng chuối, thì anh em bắn theo kiểu cây súng chuối cũng được, cứ bắn hai viên, tại vì là cái súng chuối là nó cũng chỉ có hai viên thôi mà, bắn hai viên xong nghỉ kiểu như là để nạp đạn ấy, xong rồi lại bắn tiếp hai viên đó, kiểu kiểu đó. Mình quên mất rằng chúng ta còn một cây shotgun. Mình thanh niên đi xe bên dưới này. Easy anh em ạ. Như vậy là hiện tại chúng ta còn 12 người trên bản đồ. Bo 1 thì một xíu nữa thôi là sẽ thu xong. Đây rồi, lại một chàng trai chạy bo. Chạy đi bạn ơi, chạy đi để rồi chết nào. Đường băng thì có giúp bạn sống được hay không? Bạn ấy nấp kịp vào cái cột điện. Nhưng mình yên tâm, mình sẽ không để cho bạn ấy nghỉ ngơi đâu. Bươm máu đầy lên, mình xuống đến nơi bây giờ này.
dí mình rồi cơ à. Đó, nhịn choáng đó bạn ơi. Choáng chưa? Ok, anh em thấy không? Không cần phải bắn nhiều, cứ một viên hoặc là hai viên một thôi. Càng bắn nhiều thì sẽ càng loạn. Như vậy là chúng ta còn 10 người. Mình cần phải vào bo. Cái bo nó cách rất là xa mình. Mình vứt luôn cái tay cầm 3 đi rồi. Định bảo là bắn Spart 12 một lúc, xong rồi đổi sang MP40. Nhưng mà thôi, bắn luôn Spart 12 cũng được. Mình vứt cái tay cầm ở ngoài bo để cho bạn nào đó có muốn nhặt cũng không nhặt được. Đi đấu với Lượng ơi. Ném bom kêu sai rồi. Anh chàng này hơi dị một tí. Hoặc là anh chàng này không biết cách xác định hướng của địch khi mà bị bắn bằng nòng giảm thanh. Cái này thì mình nói với anh em rất nhiều rồi. Nhưng thôi, mình không nói lại nữa. Cơ bản là anh em cứ thấy cái quần đỏ nó sáng ở đâu thì địch ở đó. Chỉ cần ném bom keo chặn hướng nó lại là sẽ auto tránh được địch. Bo thu rồi. Liệu choáng mình có rất nhiều. Mình sẽ ra cái vùng rộng nhất của cái bo để xem có bạn nào chạy bo hay không. Anh em nhớ là khi mà chạy bo ấy, hoặc là khi mà giao tranh ấy, thì cố gắng chiếm những cái nơi nó cao hơn nhé. Chẳng hạn như mình đang đi săn thế này thì mình sẽ luôn luôn chiếm cái mép đỉnh đồi của cái sườn này hoặc là cái đỉnh đồi bên dưới, tại vì ở trên bắn súng sẽ cực kỳ lợi. Một bạn đã chạy thoát vào cái nhà xe. Bây giờ thì kiểu gì bạn ấy cũng chạy bo thôi, mà chạy bo là auto bị bắn rồi. Nào, chạy tiếp đi cưng. Sống làm sao được. Bạn ấy chạy bo là bạn ấy cầm chắc số tử rồi anh em ạ. Khi mà anh em chạy bo ấy, thì có người này. Ok, thêm một kill. Anh em nhớ nhá, khi mà cái chữ vùng an toàn nó sẽ thu lại sau thì còn khoảng tầm 15 giây là anh em bắt đầu chạy bo đi, chứ đừng đợi bo thu mới chạy nhá. Còn khoảng tầm 15 giây là chạy là được rồi. Thứ nhất là sẽ không gặp những thanh niên chạy đầu lúc mà bo bắt đầu thu, và sẽ không gặp những thanh niên chạy cuối cùng khi mà bo thu. Đấy, mình chơi rất nhiều, mình căn rồi. Khoảng tầm khi nào mà còn 15 giây là bắt đầu chạy là được. Đấy là đối với anh em chơi theo kiểu leo danh thôi. Chứ còn mình thì mình đi săn người, nên là mình cứ chạy những cái chạy xung quanh rìa bo để mình tìm người. Còn bạn nào mà không leo danh thì cũng có thể chơi theo cách của mình đang chơi đây. Đó là anh em cứ chạy rìa cái mép bo. Chỗ nào mà cái khoảng cách từ mép bo này đến mép bo kia ấy, nó rộng nhất thì anh em cam ở đấy. Tại vì hướng nào mà càng nhiều diện tích thì sẽ càng nhiều địch mà. Trong bo đang bắn nhau. Chết rồi à? Bạn ấy hình như là đang bắn nhau với ai đó hướng cái thính. Vì là cái mũi tên màu đỏ ban nãy nó hiện lên ở trên cái minimap. Điều trốn đi bạn ơi. Đấy. Ơ kìa. Ok. Thanh niên kia bị làm sao nhở? Rõ ràng là mình phía trước này mà lại đặt bông keo hướng kia. Chẳng nhẽ phía sau có người. Thêm một anh chàng đang nấp. Một pha vút tâm lên nhưng mà lại không ăn một viên đạn nào vào đầu. Chúng ta chỉ còn 3 người thôi. Mình sẽ cố gắng tiêu diệt anh chàng này trước. Nấp đi.
Đập đi. Choáng rồi thì chỉ có chết mà thôi. Mình có nhiều bom choáng quá nên là cũng phải đành dùng kiệt lực. Như vậy là chỉ còn một anh chàng cuối cùng trên bản đồ. Đâu rồi nhở? Nào, bạn ơi, ra đây. Đằng nào thì cũng chỉ còn mình với bạn thôi mà. Nấp làm gì cho mệt. Giết mình đi và lấy top 1. Hoặc là để mình giết và mình sẽ lấy top 1. AVKM. Bắn luôn AVKM đi. Ngại gì. Đằng nào thì mình cũng được cái top 2 rồi. 5 viên. 5 viên đạn là cơ hội của mình. Xịt 5 viên là coi như xong. Tại vì là mình không cầm mình không nhặt thêm đạn. Chẳng đi ở đâu nhở? À, đạn đây rồi. May quá. Tưởng không có đạn cơ. Ok rồi đấy. Giờ chỉ cần biết vị trí của bạn ấy là chơi bạn ấy luôn. Anh chàng kia trốn kỹ ghê. Mình chạy lông nhông thế này mà còn không bắn mình nữa luôn. Gọi là tạo cơ hội cho bạn ý đến mức này rồi mà bạn ấy còn không dí mình. Không biết là có ý định gì đây. Thấy rồi nhá. Một viên đã xịt. Hai viên xịt. 3 viên xịt. Rồi, trúng một viên rồi. 2 viên. Ơ. What the hell? Anh em nào biết giải thích hộ mình cái. Yêu quái anh em ạ. Đích thị là yêu quái rồi. What? Cái gì vậy trời? À may quá. Bạn ấy chết bởi bo rồi. Ảo nhở. Dí đến như thế luôn mà không chết. Mà không sao. Cuối cùng thì bạn ấy cũng bị chết bởi bo. Và mình vẫn là người được nhân giống. Tí nữa thì tưởng là top 2 cơ. Ok, nếu mà anh em có bất kỳ băn khoăn hay là góp ý gì cho video mình thì cứ comment ở bên dưới nhá. Cuối cùng là cảm ơn tất cả những người anh em đã theo dõi cái video này của mình. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất từ channel của mình nha. Tạm biệt và chúc mọi người một ngày thật là tốt lành. Bye bye.